Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả lắng nghe những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của người mẹ nơi hậu phương dành cho người con đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời quê hương. Mẹ mong anh luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Nơi quê nhà luôn có mẹ và người con gái thủy chung một lòng đợi anh về. Vừa rồi là bài hát mang tựa đề Gửi con khúc hát quê hương do soạn giả Xuân Hội soạn lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ Tú Minh Phương thể hiện. Sau đây là bài Vầng Trăng Ước Hẹn do soạn giả Xuân Mật soạn lời theo điệu Chinh Phụ, nghệ sĩ Thủy Linh trình bày.
Chính là bài hát chèo Tiếng Hát Vùng Chè do soạn giả Văn Bang soạn lời. Bài ca không chỉ đưa ta đến thăm những nương chè xanh mướt của miền Bắc nước ta, mà còn cho chúng ta thấy được một vẻ đẹp trong lao động của những người con gái Đàm. Nhờ có những đôi bàn tay thoăn thoắt hái chè ấy mà họ đã tạo ra hương thơm và vị ngọt đượm. Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục này do nghệ sĩ Hạnh Ngân trình bày theo điệu luyện Nam Cung. Trời biếc xanh tươi búp chè
trao gửi khúc ca hương trại trà thơm mi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Tự hào với quê tôi do soạn giả Đào Thị Thu Hồng soạn lời, nghệ sĩ Minh Nguyệt trình bày theo điệu chức cầm hồi văn. Trình soạn giả Trương Kham bày tỏ nỗi nhớ con đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây đã chứng kiến biết bao chiến tích của những anh bộ đội Cụ Hồ đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước để hôm nay đất nước được độc lập tự do. Nghệ sĩ Đăng Kiên sẽ gửi tới chúng ta bài Nhớ mẹ Trường Sơn theo điệu tò vò. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trường Sơn hùng vĩ bao la, đã từng trận mạc sông pha đất này. Giờ đây biết mấy đổi thay, tình dân nghĩa đảng dâng đầy niềm tin. Bóng dáng mẹ từ ngàn y xưa y thương con về ngày mong tháng đợi ấm áp tình quê trong từng câu nói mỗi lần hương khói
lại về với mẹ. Một thời sâu lắng buồn vui chắc chiêu cho đời khó khăn chẳng ngại nuôi lớn đàn con đôi vai gầy mẹ bước nghĩa tình sau trước cuộc đời nhiều cát bụi gió ân tình sâu lắng mẹ ơi đã bao năm rồi nay con trở lại vẫn nghe tiếng mẹ ru tâm tình trong câu hát gió đông ân tình sâu lắng nén nhang này nhớ ơn mẹ mẹ đi ơi đi đi đi. Sau đây là bài Gửi về nơi thương nhớ do soạn giả Mai Nhân Hòa soạn lời, nghệ sĩ Tú Thúy Mơ trình bày theo điệu Đò Đưa. Lời ca nhớ nhớ thương
mùa phương xa, cùng chung khúc hát gửi quê nhà. Nhớ thương theo nắng về quê mẹ, đò đưa một khúc đẹp tình ta. Tình quê chán đi chưa hi, ơi mà mái chèo khua, mái chèo khua nhịp nhàng. Đón đi, đón xuân đi sang đi, vui xóm đi, vui làng. Lăng lanh hoa cười trong đi mắt đi, ơi mà để dịu dàng. Lời yêu khúc mi khúc ca xuân đi, bay bồng y sớm chiều, gửi về nơi thương y nhớ. Dòng sông quê hữu lùa ơi, ý ơi ý mà để khắc hình người thương. Tiếng hát đi xuân đi, bay khắp đi nẻo đường. Người rằng ý ơi ơi người ơi. Quý vị và các bạn thân mến, tình quê rất đỗi mộc mạc, đơn sơ nhưng luôn ấm áp tình người. Dù đi bất cứ nơi đâu, ta cũng luôn dành cho quê hương một góc nhỏ trong tâm hồn để gửi thương, gửi nhớ và để có một niềm tự hào của riêng ta. Kết thúc chương trình, mời quý thính giả lắng nghe bài Thăm lại quê hương do soạn giả Nguyễn Tôn Hùng soạn lời, nghệ sĩ Tú Hồng Ngát trình bày theo điệu Đường Trường Bán Thước. Thank you.
nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.